ấy này khi nhầm xong miên nghĩa mà rừng mùi tiết ạch ngay vì rằng xin nhầm tế cứ rừng rằng xin tở đài tái còn tại đô bởi thiên bọt tịch ta bọn ôn miên đại lưu ông phục rai bởi dương bàn lước làng thà rằng xin ở lần đi cứ cầm bông tay chứ rô trở bọt tam ca bất tây khăn ông là bọt xong rằng xin cứ cầm bông tay chứ rô bốc trở bọt bạch bạc khăn ý chỉ con trong sân khâm tha bong bóng tặng ọc nia nơi tay tờ tu skoal tha cho là na pra chăng nơi ai krai srok bất bà cắt chị bán bay chị bì mẹ cứ mua chùm hiếm cứ đàn xì mua chùm hiếm tiết cứ cầm sọc hà nít cứ chị ca bạch bạ mũi đá dương tặng ọc nia trơ tay tờ tu skoal cả bật mẹn đại tì bà mẹn con tay cầm anh ta bay kia chị bì mẹ nâng mùi ai lớn ní miên trở ra bạch mùi thiệt vì lịch cả là cứ trở ra là bao dụ vị chân trở ra dụ vị chân và chẳng cầm bông tay ngớp là thơ ai ở đang si miên ca prui bà rộng dưỡng khơi bán xa khơi khơi dụ vị chân và chẳng bàn tranh xa để vô bài sơ tại cục kia tha rèn si thôi thì vô bài ắt thầm thời rèn si thôi thì vô bài bầm bay bầm bạc chiết rèn si thôi thì vô bài thôi ở khăm ai chluk nia rèn si chỉ mà nước chắc cầm rơ pì hỏi rèn si có bay tới tại chỗ này vọt tới ai lời pê ni đại sa tại pịa sầm đây lịch lang là bọc rong dù chuẩn là bọc quạt trên nâng nề cá trong bầm bay luôn trên bề ràng xí thơ ai ràng xí ban bằng ho ban bằng ho nơi clip video clay mùi cư ca hai tức nơi khăn ông côn bì xin thúi mùi bạc bán bạc đại bì cho phải hàng màu miễn bà phô nạ bàn khuyên đại ọt ở lớp dùm xong play ở bằng phô mờ nè nè crom nè nè tao vì miền đây vậy tới bọn phố đang đặt clip clip video đại răng si bằng họ bị cá hài tật đi tao vì miền đây là vô bài bẹp nà miền là na ai vay tầm lại ban đại tế sống group mình chơi cầm mạnh màu mà đó không tiền ta clip video đại xâm rèn si thọt bằng hoa được nóng Facebook đi ta xâm rèn si miên chết tà na ấy ai bất bạc cọt ta rèn si miên chết tà na ấy rèn si trong bằng hang vì rương ấy và nạ sạc đi phùm của mình tha mình đầm tì nè na clap đầm xong cầm bắn mà play play cô bầm non là bao rèn si trong bằng hai pì say kì tam cặp vật rèn si miên chết tận na trong bằng hai sách đông là bao con ẩm pì sốc cặp phết ta con nơi rừng mồm na xong khmui khmui đại trăng bầm bay khôn về ràng xì cổng trăng đại tranh về ràng xì nơi rừng mòm nè cà bật ràng xì trăng bằng hai sách đông prap tới công giúp về chân tưởng anh cổng ai kết thá anh cổng chết ta kết thá anh cha na anh nơi thế anh mình toàn trả lời nè hứ mình đâu có lại đi thế miên à bộ phải trăng bao chấm luôn việc kết ắt đặt việc kết mình đó xa này vô bài đi miền nấy tha đôi trong pool khẳng đảm tế việc bay chỉ kịch tha nít chia xa thì vô bay rồi bao rèn xin để trong bằng hai sách đông phép bao sầm bạch dụ tha vía rừng bòm chẳng mệt tê cô đau rèn si cứ trong cùng riêng bom ôn dụ bị chôn tha anh cùng bạch luôn cho nhà sao anh nơi rừng bòm sầm bạch này sắp toàn đại tỷ
ហេតុអីបានជាសំរាំងស៊ីគាត់សំដែងនៅភាពរឹងមាំរបស់គាត់ដាក់ក្មួយក្មួយយុវជនរបស់គាត់ដោយសារគាត់ឃើញថាប៉ុន្មានថ្ងៃនេះចរន្តចរន្តផ្ទុះងើបឡើងប្រឆាំងជាមួយនឹងគាត់កាន់តែកើតមានឡើងជាបន្តបន្ទាប់ឥឡូវបងប្អូនសូមស្ដាប់ខ្ញុំឲ្យបងប្អូនស្ដាប់ណានេះអ្នកណាគេនេះដឹកនាំជាគំរូពីអ្នកដឹកនាំត្រូវតែពេលខ្លះត្រូវតែនិយាយព្រោះការដែលមិននិយាយហើយឲ្យតែមកខាងចេះតែវាយគ្នាឯងអញ្ចឹងទៅហើយមេចេះតែស្ងាត់មេអត់បានផ្ដល់នៅអ្វីជាគេហៅសច្ចានុមន្តនៃតថាភាពពិតហ្នឹងតើការរិះគន់ការវាយប្រហារហ្នឹងវាជាការពិតទេបើពិតយើងថាហ្នឹងហើយល្អចេះសាវជ្រាវចេះរកវិធីមកដើម្បីដោះស្រាយចំណងគួរចេញមុខនិយាយថាលោកមេតាខ្ញុំមិនបាច់និយាយចំគឺថាការទទួលខុសត្រូវក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំគឺវាមានតាមលំដាប់លំដោយអញ្ចឹងទៅខ្ញុំមិនបាច់ចាំថាមេណាគឺថាដូចក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនឯកជនក៏ដោយស្ថាប័នជាតិណាស្ថាប័នអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលគឺគេត្រូវមានលក្ខន្តិកៈផ្ទៃក្នុងគេត្រូវមានក្រុមគណៈកម្មការវិន័យមើលសកម្មជនណាឬក៏អ្នកនយោបាយណានៅក្នុងបកដែលគាត់ធ្វើអីដែលបង្ហាញមកលោកការបែកបាក់ចេញមកដើម្បីតែលើកមកខាងវាយមកខាងខុសពីការពិតគឺក្រុមនឹងក្រុមនៃក្រុមប្រឹក្សាវិន័យរបស់បករបស់ស្ថាប័នអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលឬក៏ស្ថាប័នក្រុមហ៊ុនឯកជនគេមានរបៀបហ៎គេហៅ discipline ហ្នឹងដល់ប៉ុន្តែយើងពិបាកក្នុងការបង្ហាញព្រោះថានៅក្រៅប្រទេសជាសិទ្ធិសេរីភាពវាសំខាន់ណាស់ប៉ុន្តែសិទ្ធិសេរីភាពតែយើងនិយាយខុសពីការពិតដើម្បីក្រាន់តែឲ្យល្បីគេ like គេ share ក្នុង Facebook ហើយយើងអត់យល់ពីស្ថានភាពនយោបាយនៅស្រុកខ្មែរផងយើងនិយាយតែ Facebook វិភាគនោះដូចមែនទែនសួរថាដែរមកស្រុកខ្មែរផងខ្ញុំទៅឲ្យហ៊ុនសែនចាក់ដាក់គុកហ្នឹងហើយតែយើងវិភាគវាអត់ការពិតហើយចឹងអ្នកដែលនៅស្រុកខ្មែរនោះទាំងឡើងបង្ហាញទាំងមានមីទាំងព្រៀបកលទាំងស្ថានទូតផ្សេងផ្សេងអ្នកនយោបាយផ្សេងផ្សេងអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្សេងផ្សេងសិតតាលក់ក្បាលឲ្យហ៊ុនសែនអស់ឲ្យគណៈប្រជាជនអស់ហើយបានគេនៅស្រុកខ្មែរកើតហើយប្រជាពលរដ្ឋ16លាននាក់នោះនៅសិតតាជាប់ចំណងនយោបាយគេហ្មងគឺថាយើងកុំយល់អញ្ចឹងកាលណាតែយើងយល់អ្វីខុសពីការពិតបាច់បញ្បត្តិបញ្ញាក្នុងការយកមកពិចារណាអានឹងគឺថាយើងពិបាកដូចខ្ញុំតែងបញ្ជាក់ឲ្យថាខ្ញុំនៅតែយកកម្ពុជាធ្វើជាមូលដ្ឋាននយោបាយប៉ុន្តែអ្នកនយោបាយត្រូវមានចិត្តសាស្ត្រក្នុងការធ្វើនយោបាយដោយមិនឲ្យជាប់ចំណងគេហើយខ្ញុំមានស្វណ្ណាសូមបញ្ជាក់ថាខ្ញុំគ្មានជាប់ចំណងអ្នកណាទៅរកផោះតាងមកបើខ្ញុំលក់ក្បាលមានឯកសារមានអីចាញ់ទៅខ្ញុំឲ្យនិយាយវិភាគដើម្បីតែកុហកគេឲ្យតែគេមើលខ្លួនណាប៉ិនកុំភ្លេចថាពូតច្រើនចាញ់អាត្វាឯងនឹងខ្ញុំហ៊ានលះបងមកជំនាញស្លាប់ខ្ញុំត្រូវតែធ្វើខ្ញុំត្រូវតែនៅស្រុកខ្មែរដើម្បីខ្ញុំផ្សះផ្សារបួសស្នាមនៃការបែកបាក់តាមលទ្ធភាពដែលខ្ញុំធ្វើជាមួយយុវជនចំនួនថ្មីតែអ្នកនយោបាយជើងចាស់ក៏ខ្ញុំទទួលហើយខ្ញុំមិនគេហៅចោលកម្មជឿចាក់ជាមួយនឹងអ្នកនយោបាយចំនួនច្រើនណាព្រោះបែកខ្ញុំចាប់ពុកខ្ញុំអត់ឈឺចាប់តែខ្ញុំឲ្យអ្នកដែលចាប់ខ្ញុំដាក់គុកមានការខ្មាស់អៀនខ្លួនឯងក្នុងអវ័យដែលខ្ញុំមិនបានធ្វើអីអស់គេចាប់ខ្ញុំដាក់គុកអញ្ចឹងហើយខ្ញុំអត់មានអវ័យប្រតិកម្មទៅនឹងការរិះគន់ការវាយប្រហារដែលគ្មានតថភាពដែលគ្មានការឆ្លោះបញ្ចាំងការពិតខ្ញុំនៅតែបង្ហាញខ្លួនខ្ញុំស្អាតស្អំខ្ញុំនៅតែជ្រងពួកបលឹងសង្គ្រោះជាតិដែលមានមេដឹកនាំទាំងពីរជាប្រមុខបាទខ្ញុំនឹងនៅជាមួយជនិតហើយអ្នកជុំវិញយ៉ាងម៉េចបាទគុំតែដឹងបាទបាទលោកវិសវណ្ណរានៅពេលដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចប្រើយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការលៀបពណ៌បំបីបំបាក់ដៃគូម្ខាងឬក៏បកជំទាស់អីអញ្ចឹងទៅហើយចំណែកគណៈបកជំទាស់ហ្នឹងក៏ហាក់ប្រើយុទ្ធសាស្ត្រដូចគ្នាទៅនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែរគឺប្រើយុទ្ធសាស្ត្រលៀបពណ៌បំបីបំបាក់សុំបញ្ឈប់កន្លែងហ្នឹងបន្តិចបង្អាក់កន្លែងហ្នឹងបន្តិចបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍សម្ដីរបស់មេសវណ្ណរាខាងដើមដែរទេមេសវណ្ណរាគឺបានដាក់ការស្ដីបន្ទោសទៅមេដឹកនាំបករបស់វាហ្នឹងរបស់គាត់ហ្នឹងគឺអាមសៀសំទាំងស៊ីនេះឯងដាក់ការស្ដីបន្ទោសត្រង់ថាអាមសៀរាំងស៊ីនេះមិនចេះផ្សះផ្សាផ្ទៃក្នុងបកធ្វើឲ្យមានការបែកបាក់គ្នាផ្ទៃក្នុងបករបស់រាំងស៊ី
tay khnông cho là na là bao rằng si trời bàn lúc nia bay vòng tại rằng si admin discipline admin vì này tay khnông làm bay hai kia mà thì dây anh ấy khóc anh ấy đời cô đã thương che cô đã thương cho chụp lúc nia ấy cứ ắt miết văn ra bất chỉ bàn ăn chất chân men đại tỷ sỏi men đại tỷ nè khán ông ni miết văn ra bàn prapi mùi mắt thả cót cầm bung tài đất non cho là na dụ về chân chùm non bay à bộ năng hai ấy đại rang si cầm bung tại đắc ca prui bà rầm anh đang kiêm quan tại trong bòi bong ôn mơ khơi bộ viên bỏ tăng là bỏ bộ à đây bỏ chàng là cái bộ tên cứ viên chân việc bay bạc khnề đòi chấm ho tại vì tôi tại bong ôn mà ông cứ đáp ông pro pra dương từ đăng thái việc bay bạc bà sân chị bong ôn mình bán mà đáp cá vết nhẹ là bỏ dương tế ai nâng mình vô đo chấm rừng nay ca bạch bạch đủ lời anh nói nghe ban rằng si phơi nè phơi dữ nó nghe phơi dữ nó nghe phô rương nâng với chiếc cà ta slap ru nay chỉ vứt này vô bay là bỏ am xí rằng si rồi lột ngược lại rồi lột bạc để vọt tay khăn ông bạc tay khăn ông cho là nè vì cầm bông tay ngược lại ông phí bộ bộ giúp về chân trầm đoàn cao đại kẻ hai tha giúp về chân chùm non thâm mây rưu nhạc lạc kẻ hai tha giúp về chân chùm non chuyên lươn đại miên khu các ba chuyên lươn chuyên mà lúc chà thôn ràng si nằm cầm sạc hà hướng bên chắc ấy ừ, ở lớp bà bôi mà nè các bạn dùng riêng rộng biết càng tiệt càng nghĩa đòi ca tờ thua khó trân mùi tổng nạc này ta ăn thần nào nó còn chẳng tử chẳng hãy ở trong sầm lông bố tha đang bay dương tộc phạm đô kê, cứ dương phạm đô tranh bị cuốn dương, bị trông dương, bị phụ dương, bị bạc dương. Tớ áo bị chiều bởi rất miên cao chưa chịu. Hay chúng ảnh nất, bê được chúng ta đọc bàm khai cổng ấy, cứ chúng khôn bị chiều bởi rất cất miên Facebook hộp này. Hay cất nửa nhâm, cất bằng hàng cái đây dần không, cất khôn vật thầm miên chúng chọc tam, phung tam, không sâu ấy nâng cái thác. Cất thác, cất miên cái đây cũng hợp. Cất thà thơ mấy bàn chùi bạc tàu mê từng phí nó cũng hơi bạc mạng nó bởi kia chong bổng bay ấy cái đó bởi kia thà mê từng phí nó trâu đau thua giống mấy ở miền ca ruộng ruộng miền ấy cho chăng tao cũng hơi bạc bạc thế tại bạc bạc cứ mãi ở miền ca phạc đô chi rộng biết này ca đất nam mũi ở miền dựt là thó ở miền sơ là thó cứ thà dựa chù bành hà nâng chẳng hãy ả nắp bị chìa bật tè bị chìa bật cất liên bang trúc sau bài giảng những khởi nhà bị quan đặc bay bài tập cam những máy post nào trong ở miền ca phạt đô bị quan đọc cổng phơi những máy cứ tha cất trong ở miền ca ruộng ca ruộng chỉ ca chmiet mai được học ní ca ruộng mình men chỉ hưng sang là vô bài đặc bay cổng phơi sạt treo này bằng ổn ấy chiêm chuộc mai được ngồi trong trong vùng phơi mình tay đặc bay được trong đời bị khai môi tàu khai môi cứ trong sợ bài chất đặc bộ cất miền chỗ này tăng khăn ông cổng rắt tay cất tam đan hay cất su tồn bong ôn ai đáp lư hỏi thảm miết sơ văn ra mua thì dạ khai đi cứ miết sơ văn ra bàn hóa bị ẩm lệch châu mó tì krong châu mó bà tiết mài miết sơ văn ra bàn đào xếp xung tam mô lực thán là lấy dung tam con dây mạnh cứ bàn đọc rằm khai thế nào dân dung tam xâm đây là bà miết sơ văn ra đi so bàn chất ảnh khơi thảm miết sơ văn ra có cổng phung để bàn trâu kỳ liếp bò gót thà gót nâng triêm bao bạc bà chẳng bay mùi khăn ông bê để răng xí nơi ai kêu bà tê màn ác chọn sọc bàn đò lại miết văn ra miên sếp đào hào xếp xung dù bò bà chìa bò rọt đập răm khai nơi Campuchia anh đang hỏi đại thư ở rằng si đặt ca bôi và rong cho môi đang cầm lăng bộ nước này hỏi bộ kê bạn đã khô sân à tha à miết sẽ văn ra đi hỏi cứ viên miên chết tả na bầm bay bầm bạc cầm lăng và trăng lực lông và tê nâng cái và tê đặt toàn đại tì hỏi miết sẽ văn ra là đi cầm bông tài chư chạp chẳng dương kết thà
កម្លាំងឈឺចាប់របស់មេសវណ្ណរាវានឹងអាចផ្ទុកឡើងនឹងការបដិវត្តមួយនៅក្នុងចលនាប្រឆាំងស្ដាប់តតដែរទេស្ដាប់តតាមមេសវណ្ណរាអើឥឡូវមិនញេះឈប់ស្ដាប់មេសវណ្ណរាទៀតឥឡូវយើងមានមួយឃ្លីបទៀតណាមានមួយឃ្លីបទៀតរបស់យុវជនម្នាក់ទៀតណាដែលគេនិយាយសម្ភាសជាមួយនឹងទូវិបលសិតតែក្រុមត្រៀមរើបំរាស់ចេញពីកណ្ដាប់ដៃផ្ដាច់ការរបស់សំរងស៊ីទាំងអស់ពួកយុវជនទាំងអស់ហ្នឹងហើយដែលអង្គប្រុសប្រាយរបស់យើងលើកជាផុសតាងលើកជាតលៃកឲ្យបងប្អូនអាចពិចារណាបានថាកម្លាំងរបស់អាមសៀរងស៊ីនេះគឺកំពុងតែដំណើរការទៅរកខ្ទេចខ្ទាំម្ដងទៀតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរជាទីបំផុតនេះខ្ញុំមើលឃើញថាដូចស្ដាប់យើងត្រូវពិនិត្យមើលតានយោបាយរបស់អ្នកនយោបាយទាំងអស់គ្នាតើសារនយោបាយទាំងអស់ហ្នឹងអាចដឹកនាំប្រជាពលរដ្ឋទៅរកការផ្លាស់ប្ដូរបានទៅប្រកបដូចការប្រកាសរបស់ខ្លួនដែរទេអញ្ចឹងជាអ្វីដែលជាបរិបទគ្រប់គ្នាត្រូវតាមតាមមើលឲ្យច្បាស់នោះហើយយើងត្រូវមានគេហៅថារបៀប logic គិតគុណគូដកបោកនឹងឲ្យច្បាស់នោះមើលថាតើវាអាចបង្ហាញអំពីអត្តភាពសង្គមរបស់យើងនឹងពិតបានដែរទេអាចផ្លាស់ប្ដូរបានដែរទេទៅដូចលោកតំងស៊ីគាត់ប្រកាសឲ្យទីហ៊ានបែកកណ្ងអីទៅលោកហ៊ុនសែនវិញជាដើមឮហ៎តើអាហ្នឹងវាអាចទៅរួចដែរទេអាចទៅរួចដែរខ្ញុំឡើយនឹងដូចថាគេលើកដូចជាលើកគុណសម្បត្តិរបស់ហ៊ុនសែនតិចចុះលោកហ៊ុនសែនគាត់មិនមែនជាអ្នកនយោបាយស៊ីវិលចេញពីសាលាដូចយើងទេគាត់ចេញពីការតស៊ូក្នុងនាមជាពលរដ្ឋមួយរូបនៅក្នុងអតីតកាលរបស់គាត់ដូច្នេះទីហ៊ាននៃនៅជុំវិញរបស់គាត់ហ្នឹងដល់ជុំវិញខ្លួនគាត់ហ្នឹងសុទ្ធតែជាអ្នកកំសត់កំរោវេទនីស៊ីអត់ទីគ្រានៅជុំវិញខ្លួនទុកលំបាកជាមួយគ្នាហែឆ្លងនៅវេទនីជាមួយគ្នាអញ្ចឹងដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរគាត់ថាឲ្យទៅហ៊ានត្រឡប់ទៅបែកកណ្ដងទៅរកហ៊ុនសែនវិញនេះគឺជារឿងឆប់ល្ងងបំផុតណាល្ងងខ្លាំងឃើញដៀលសំរងស៊ីថាល្ងងមែនខ្ញុំមិនយល់មនុស្សតស៊ូយ៉ាងវេទនាស៊ីបាយកក់ស៊ីហុកស៊ីខ្ចោស៊ីខ្ចៅវេទនាកំពីការដៃពីការជើងមកជាមួយគ្នាទាំងឈឺចាប់បំផុតអញ្ចឹងកុំទីបំសុតកម្រតស៊ូមកជាមួយគ្នាការពីអតីតកាលនេះគឺជាបាក់គ្រឹះដល់រឹងមាំរបស់លោកហ៊ុនសែនអាយអីបានលោកសំបងប្អូនបានឮថាសម្រែករបស់យុវជនជាច្រើនចាក់ស្ដែងហើយមិនមែនជារឿងការកាត់តមិនមែនជារឿងការលាបពណ៌ឲ្យក្មួយយុវជនទាំងអស់នោះទេយុវជនទាំងអស់នោះកំពុងតែសម្ដែងឆន្ទៈចេញពីបេះដូងថាទស្សនៈនយោបាយហិង្សាពាក្យសម្ដីគោលដៅនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រនិងយុទ្ធវិធីរបស់អាមេសៀសំទាំងស៊ីនេះគឺក្មួយមិនអាចទទួលយកបានស្ដាប់តនដែរទេក្មួយម្នាក់ហ្នឹងគឺជាយុវជនប្រឆាំងដែលប្រទេសជប៉ុនទើបតែនឹងហៅគាត់ទៅបំពេញទស្សនកិច្ចរៀនអំពីបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតែម្នាក់នេះបែជាបើកការវាយប្រហារយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើអាមេសៀរាំងស៊ីដូច្នោះហើយទៅបានជាអាមេសៀរាំងស៊ីនេះដេកមិនលក់បក់មិនលហើយអ្នកដែលភ័យប៉ិតប្រកាសគឺរាំងស៊ីរាំងស៊ីចូលស្រុកក៏ជាប់គុករាំងស៊ីមិនចូលស្រុករាំងស៊ីក៏ត្រូវតែរលីងអស់នៅឥទ្ធិពលនយោបាយរបស់គាត់ទាំងសកម្មជនទីក្នុងទាំងអ្នកគាំទ្ររបស់រាំងស៊ីទាំងនៅក្រៅនិងនៅក្នុងប្រទេសបើរាំងស៊ីមិនចូលស្រុកម្ដងនេះទេរាំងស៊ីនឹងក្លាយទៅជាកណ្ដាស់សមួយអត់ប្រយោជន៍ទៅជាឡាំងតក្រូចឡាំងស្រាបៀមួយដែលគេចងប្រអប់ធ្វើជាសម្រាមនយោបាយជាក់ជាមិនខាន
Mên đại tì. Chloe. Mà đông tiệt. Kể lúc bọn phố ôn sắp mình toàn. Bà răng si chô sắp. Đồng bây xâm đáy nửa phía khá hàn là bọc luôn. Răng si nâng mạnh chọc chỉ bất dụ bái nửa khổng cục. Tuy mà vinh bà răng si. Mình chô sắp tì. Chỉ bất dụ bái là bọc răng si. Nâng trâu cầm lăng giúp với chân rồi bọc luôn. Vậy cầm tích. Ở tích. Chạy chìa mình khán. Phố kê ơ chùm nưa. Mà đón gì anh chè. Mà đón gì anh chò. Mà đón gì anh chè. Mà đón gì anh chò. Ê con khám ai ơi. Phố quạt này chập đám chá lạ thầy. Vì môn máu quạt chưa ràng xì. Có bần tài. Phê để quạt chè tam đàn. Nó vô bài. Quạt chè tam đàn. Phút của họ mà đong hai mà đong tiệt, mà đong hai mà đong tiệt, mà đong hai mà đong tiệt. Rồi bỏ ai mà xưa ràng xì. Phơ ai quạt chấp đảm, ốc sẵn khâm chỉ môi nâng ràng xì. À lấy dân sạp quạt bà tỏ, bầm chưa? Dù lì, mình đi sốc. Ê thật, bà ca ơi, bà thằng nó, bà bà giỏi xây. Ông ta chỉ bà chi bà thốt đi. Lư ế? Bà chi bà thốt sốc xa. Lư ớt. Lần ngôn hả? Lần ngôn hả nè? Điên răng xì lầm ngông quá á. Nhưng mà đang thay mấy cái rô lại nó mà lủng đọc hành. Anh nó chọc bà nâng chọc. Ừ. Xong mà đang thay thầu này dây mấy bà nâng đang thay. Được xong chùm điếp chung mấy nhá. Cứ vì mà ai thôi rồi. Mình nói chung bây giờ hôm sáng cứ cầm sót cầm rô về tình yêu môi chùm bụi khí nếp. Ôi bay khí nếp về mà ai chứ. Khơi nhỉ? Dây mến tên. Dây mến tên. Anh dùng cha nái chứ. Anh bà thạc nhau mừng dây đâu. Hạ can chương hôn sáng. Mẹ can chương đấy cứ chịp chịp bắt. Chịp bà khóc này dùng mũi để dương tàu để mơ khơi nhau chứ ba. อือฮึอ่าแล้วยังនិយាយពីខ្លួនយើងខ្ញុំបងៗពីបងឲ្យមានប្រពន្ធតស៊ូមកមួយគ្នាជាង20ឆ្នាំអូខេពីអត់ស៊ីឃ្លានមកជាមួយគ្នាបងពីបងស្លាប់មានមិត្តសັບកម្ររមកជាមួយគ្នាតែបងពីបងឯងទៅគាត់មិត្តគេទៅសັບកម្រស៊ីបាយស៊ីគ្រោះជាមួយគ្នាបានអត់ទេមានតែមានតែការជឿចាប់នៅពេលដែលមិត្តខ្លួនឯងត្រូវបានគេប្រមាថត្រូវបានគេមើងងាយនោះអញ្ចឹងជាការពិតណាស់ ហើយយើងត្រូវដឹងទោះបីជាលោកហ៊ុនសែនត្រូវបានជួនវៀតណាមជ្រោមជែងអវកាសណាស់ក៏ដោយប៉ុន្តែខ្លួនគាត់មានភាពរឹងមាំនៅក្នុងសមរភូមិដូចគ្នាបើតស៊ូនៅក្នុងសមរភូមិជាច្រើនសមរភូមិដែលគាត់រៀបរាប់មកហើយជាការពិតខ្ញុំមិនមែនយើងនេះព្រោះគាត់ជាពលរដ្ឋមួយរូបនៅក្នុងសម័យថ្មីផងអញ្ចឹងការឆ្លងកាត់វិបត្តិសង្គ្រាមរបស់គាត់អ្នកដែលជុំវិញគាត់ដូចទូតាភិបាលអីស្ដីតែមនុស្សតស៊ូវេទនីមកជាមួយគាត់ហ្នឹង Lưu ạ. Bạn này tha cầm lăng giúp với chân rồi bỏ ràng xì tiền ốc. Chấp đám viên bà hà trọng trọng. Chấp đám viên bà hà đôi chồng hò. Lên khách ít tiệp bố rồi bỏ ràng xì tiền hỏi. Chưa thành chân đại tì. Bọn bốn mơ khơi nặng phânêch. Đắp lưu nâng trật chìa. Hai cổng chết tài nôm khí nha sài tha à ta sẽ văn năng ôi cạc sọc. À chêm sọc hay năng à krom rồi bỏ viê. Nâng ảy krai bà tê. À lâu đi viê cầm bông tài sài. Bạn sáp ớt tài bốn là bỏ ông bọc bạc dương thà dương năng cứ bất chìa tâm trời bèn. Dương ní cứ bù cái liếp bò nà. Tại đôi chân chân nghe xô thà ta vì chỉ rương liếp bò mên. Rư môi cả chết sầm đầy bất rồi bỏ. Con khám hè. Hay ai dương thì dê à mấy ai khó bị ca bớt bởi anh lưu chẳng năng. Dương tầng ọc nha sắp tại ban lưu tầng ọc nha. Ràng si có quật ban lưu đây. Quật bằng mến ọc nê ọc tầy chịa tê. Chẳng hỏi tự ràng si ở lớn đi cứ khẩm bông tay. Đã ca bùi bà rộng. Chồng bố chốt về sra. Anna quật. Này ca phương dỗ bay rồi bó quật. Bố bố sắp toàn này chẳng bật nhận. Anh đang hỏi từ bàn chìa clip video mùi, nè. Rồi bỏ ràng xì. Đại hai tức một bánh bánh năng ảnh, nè. Đại hai tức một bánh bánh năng ảnh. Vì con ta chìa xa mùi, xâm rắp. Bỏ miên đo giúp vụ chân tầng ơ nó thật quát nơi rừng bọn. Bỏ anh cầm á trong thơ bạc đồ bọt ấy, anh nơi ai cúp con ẩm nạc bạc đi. Bàn to tờ tiết. Vì bố quát thật quát nơi rừng bọn này. Vì khó bí ả đá anh xôn ra. Đại vì băng sạch được nóng Facebook. Vì sạch thà.
បងប្អូនឃើញអត់លោកប្រធានសំរងស៊ីមានសុខភាពរឹងមាំណាស់មិនដូចលោកហ៊ុនសែនទេលោកហ៊ុនសែនទៅរុនទរាសម្បើមណាស់មិនអាចទប់ទល់បានជាមួយនឹងលោកប្រធានសំរងស៊ីដ៏មហិមារបស់វាទេនឹងអាឆ្កែសន្តរាអាមួយសក់វែងហ៎សម្ដេចអាសាសាស្អប់អានឹងដែរហ៎អាមួយនោះហ៎នោះហើយអាសក់វែងហ៎អាសក់វែងនឹងហើយដែលបើកការវាយប្រហារសម្ដេចនាយកអារឿងស្លៀកពាក់ឯកសន្តានតបទៅជួយអរែងតែសង្គ្រោះការដួលរលំអាគារ9ជាន់7ជាន់ឯណានៅអរែង7ជាន់នៅកំពង់សោមហ្នឹងអាហ្នឹងអាសន្តរាហ្នឹងហើយប្រហែលថ្ងៃមុនអាសន្តរាហ្នឹងវានិយាយទៀតវាថាបាក់ទាបាញ់តាអេបាក់សខេងតាអត់ឃើញនោះសខេងរត់ទៅព្រៃដើម្បីអេរៀបកម្លាំងបះបោផ្ដួលលំលំហ៊ុនសែនហើយអានឹងក៏ពាក្យអាសន្តរាដែរហើយសម្ដេចលោកប្រតកម្មពីម្សិលមិញតែក៏ថាអាមួយនេះភ្លឺមែនតើហ្មងវានៅប្រាំងតែវាអត់ដឹងថាអឺលោកសខេងនៅក្បែរចំោះវាទេបើប៉ុនមានចាំមកម្សិលមិញស្ដាញ់យល់លើកហ្នឹងលើកអាសម្ដីសន្តរាថាមិនមែនសម្ដីរាងស៊ីទេតែគាត់ថាអាមួយនោះហ្នឹងគឺអាហ្នឹងអាសន្តរាហ្នឹងអានឹងមិនណយណាកុំមើងងាយវាណាវាឡាយម្ដងសត្វតែ3ខែវាឡាយម្ដងសត្វ3ខែអត្តពលវាខ្លាំងជាងរាំងស៊ីទៀតរាំងស៊ីឡាយអត់បានដល់3ខែទេមូសុខូអីអេងឆៀងបាត់ដេកស្អាតបាទសន្ត្រាណាអូអនុបកាយអាសេលោកគ្រូអាផែហែងទៅមនុស្សជាមួយអង្គពុកប្រាច់អញទេអូខេចាប់ពីស្អែកទៅយើងនឹងដាក់មុខសញ្ញា2គឺរាំងស៊ីនឹងអាសន្តរាទៀតប្រហែលមួយរយៈកន្លងមកនេះខ្ញុំអត់សូវដែរបានមើលវាប្រហែលនេះបាទតឡត់អីហ៎ចាយពេលលេងជាមួយអាសន្តរាបន្តិចផ្ដាំទៅអាកូនសន្តរាអញលេងជាមួយឯងហើយចាំមើលកម្រិតភោកុហករបស់ឯងបានកម្រិតណាម៉េងត្រៀមខ្លួនលោកស៊ីនឿនត្រៀមខ្លួនសិតតែកំពូលអ្នកកាត់អរិញវីដេអូដើម្បីយកមកដាក់នឹងអង្គប្រុសប្រាជ្ញយើងនេះគឺជាប្រិយមិត្តរបស់អង្គប្រុសប្រាជ្ញត្រៀមខ្លួនដាក់ការស៊ើបអង្កេតលើសម្ដីរបស់អាសន្តរាចាប់ពីថ្ងៃស្អែកទៅតើមានចំណុចណាដែលហៅថាចំណុចបំពល់ទៀតសូមរុញដាក់ចូលមកក្នុងក្រុមសភានៃអង្គប្រុសប្រាជ្ញរបស់យើងអូខេហើយអាថ្ងៃនេះសូមគោរពលាប្រិយមិត្តត្រឹមប៉ុណ្ណេះយើងបានធ្វើទៅជាង3ម៉ោងហើយបាទខ្ញុំសូមមើលម៉ោងបន្តិចបាទពេលនេះគឺ3ម៉ោង12នាទីទៅហើយបាទតែមិនដឹងធ្វើម៉េចដោយសារតែប្រធានបទរបស់យើងវាកោច្រើនតាមការពិតបើធ្វើទៅប្រហែល4ម៉ោងនៅរឿងច្រើនទៀតនៅមានការឆ្លើយច្រើនคลิปวิดีโอច្រើនបាទតកតងទៅនឹងស្ថានភាពការទូតឬថាមានម៉ាឡេនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេក៏មកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជានាយករដ្ឋមន្ត្រីសេរីលង្កាក៏ត្រូវមកបំពេញទស្សនកិច្ចជួបជាមួយនឹងសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅមានអីណែការចិនប្រតិកម្មជាមួយនឹងអាមេរិកដែលឮថាអាមេរិកនឹងប្រុងតាំងកំជ្រួចខ្នាតមធ្យមនៅក្នុងតំបន់ប្រទេសអាស៊ីនៅមានប្រតិកម្មជាមួយរុស្ស៊ីប្រតិកម្មជាមួយនឹងអាមេរិកពីរឿងបញ្ហាផលិតកម្មជ្រួចឆ្លងទ្វីបសិទ្ធិអាវុធបលៃលោកយើងនៅមានរឿងច្រើនតាមពិតយើងនៅមានរឿងច្រើនណាស់តែដោយសារតែបងប្អូនគិតស្រាប់ហើយរៀនលមូលពោះខ្លាំងហ៎បាទលមូលពោះខ្លាំងហ៎សូមសម្រាប់តាមប៉ុណ្្នឹងចុះណាយ៉ាងណាបើមានពេលយើងស្អែកយើងជួបគ្នានៅវគ្គបន្តអរគុណចំពោះប្រិយមិត្តអ្នកខ្លះដែលប្រឹងតាមដានខ្ញុំដោតថ្មសាក់បាទនិយាយបដាដោតថ្មសាក់បដាបាទពោលវាអស់ថ្មធម្មតាទូរស័ព្ទយើងឡាយបានត្រឹមតែ2ម៉ោងជាងបន្តិចបន្តួចគឺវាអស់ហើយអញ្ចឹងត្រូវសាក់បន្តបាទអញ្ចឹងអរគុណណាស់ណាប្រិយមិត្តដែលបានចំណាយពេលបងប្អូនដែលមានតម្លៃហើយបងប្អូនដែលតែងតែគាំទ្រណែ
វេទិកាអង្គប្រឹក្សាប្រជាជនរបស់យើងតាំងពីដើមរៀងមករហូតមកដល់ថ្ងៃនេះអរគុណណាស់ទាំងអស់គ្នាហើយអរគុណចំពោះប្រិយមិត្តហើយនឹងសុំទោសផងដែលប្រិយមិត្តបានខលមកបុកខ្លាំងពេកបើសិនជាអង្គប្រឹក្សារបស់យើងបើកហ៎បើកប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទហើយបើសិនជាមានអូប៉េរ៉ាទ័រត្រឹមត្រូវម្នាក់លេខាធិការរបស់អង្គប្រឹក្សាយើងតែម្នាក់នៅក្បែរខ្លួនណាហើយពលានទី9គាត់ត្រូវការមើលសភៅមកអីក៏គាត់អត់មានពេលបើសិនគាត់នៅចាំទទួលទូរស័ព្ទបងប្អូនហើយហុចមកឲ្យប៉ាម្ដងមួយម្ដងមួយប្រហែលជាស្រួលមែនតែនតែដល់អញ្ចឹងម្នាក់ឯងដៃកណេះផងដៃកណោះផងប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ2ហ៎ឡើងរង្គើកំអីហ្នឹងអាមួយចែនសុកហ្នឹងឯងទូកសាច់ជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងស្រុកឯងប្រាប់ឲ្យច្បាស់អំបាញ់ហ្នឹងប្រិយមិត្តបោក33ពីបរាំងមកតេមកតែគាត់នៅតែតេខុសប្រព័ន្ធគាត់ចាំអាលេខ016ដែលកំពុងតឡាយហ្នឹងអាទូរស័ព្ទកំពុងដាក់ឡាយហ្នឹងអាហ្នឹងគាត់ចុចអាហ្នឹងមកយើងទទួលវាអត់កើតទទួលយ៉ាងម៉េចបើអាទូរស័ព្ទហ្នឹងឡាយផងហ្វូនផងមិន vivo ទៅហើយហើយគាត់តេមកអាលេខផ្សេងក៏អត់តេពួកមិញមានលេខច្រើនណាមានលេខអូស្ត្រាលីក៏មានដែរទទួលអត់តាន់មានលេខពីអាមេរិកក៏មានដែរទទួលអត់តាន់លេខតែសុបៀងក៏មានដែរទទួលអត់តាន់ហើយកុំអី vivo ណាអាតពេកអញប្រាប់ឯងហើយកុំគិតថាខ្លួនឯងនឹងវាមានឥទ្ធិពលប្រព័ន្ធម៉ាននោះអាផេះអញគ្រាន់តែបោកឯងយកមកប្រើដើម្បីឲ្យឯងជេរអារាំងស៊ីហ្នឹងបានរយៈទេទុកជាមហាកិត្តិយសឯងទៅដៃបាត់ដៃដ៏មានតម្លៃរបស់សម្ដេចអាយុទៅដាក់អង្អែលក្បាលឯងហ្នឹងណាអឺឯងកុំគ្រាន់បើអាផេះអើយបាទរាត្រីសុខស្ដីអរគុណណាស់ណាអរគុណនិងសូមទោសផងបាទរាត្រីសុខស្រីសុបិនល្អទាំងអស់គ្នាណា